Xin chào các bạn, thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu các bạn đây là một dòng túi mà sau bao nhiêu ngày mấy anh em nghiên cứu cho đến mọi thứ và để làm ra một cái túi dành cho cái con AV8 này. Và trong quá trình mà túi này cũng đã hoàn thành thì cũng đã đang bắt đầu triển khai cho cái túi ba lô sách năm nay, một cái túi bảo vệ chống sóc cho con L1 Pro 8 này. Thật ra là khách hàng cũng hỏi khá là nhiều và cũng rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà hôm nay không có thời gian và nó chỉnh sửa, nói chung là rất là khó các bạn. Thì đây, Vũ giới thiệu các bạn đây là trước đây một cái túi bô, thì túi bô mình đang cải tiến lại cho túi bô cho nên nhìn nó xịn sò hơn một tí xíu, nhìn nó rồ hơn. Đây là hai cái túi, đây là hai phiên bản mẫu. Hiện tại là đang cái video ngày nay Vũ đang cho các bạn xem là bản mẫu nha mọi người ha. Khoảng 2 ngày nữa sau khi clip này ra thì nó sẽ có phiên bản số lượng để dành cho khách hàng có thể mua, khách hàng có thể đặt hàng được rồi. Thì ở đây là hai cái túi. Thì cái đợt túi EV này thì với cái size của EV các bạn thì nó có to hơn so với lại cái Bose X1 Pro, nên đâm ra cái túi nó nhìn sẽ hơi to hơn. Nhưng đợt này thì Vũ làm ra cái túi Vũ cải tạo lại cho nó linh hoạt. Tại vì đợt trước á, mình có làm về cái túi X1 Pro rồi và mình có nhiều cái đúc kết kinh nghiệm mình ra nên mình sẽ thay đổi cho nó để tốt, hoàn thiện tốt hơn cho cái EV. Đây là túi dành cho EV Electro Void EVAC 8 đó. Đây mình sẽ quay cận cảnh, đây là phiên bản mẫu hàng may. Đối với cái chất lượng của sản phẩm á, thì các bạn có thể yên tâm nha, về vật liệu nè, về đường chỉ nè, về chất lượng của túi, cho đến chất lượng vải, cho đến chất lượng của dây kéo, cho đến chất lượng của, nói chung là về vật tư á, các bạn yên tâm về phần đó nha. Vũ chia sẻ thêm là cái phần túi này là được Vũ đặt gia công và đương nhiên là phần vật liệu này hoàn toàn là hàng nhập hết. Nhưng mà đối với những khách hàng, những bạn trẻ nào mà thường sử dụng những dòng túi cao cấp, các bạn sẽ biết những vật liệu này, nhìn các bạn sẽ biết là những vật liệu này đang áp dụng trên những thương hiệu nào. Ở đây là đường dây kéo, thì cái túi này Vũ tối ưu về cái mặt chống nước cho mọi người ha. Thì các bạn thấy dây kéo không? Ở đây là khoảng dây kéo, các bạn nhìn vào là các bạn có thể là thấy rõ ràng là nó sẽ... Huy có ly chai nước nào Huy? Mượn Huy. Đây, mình review thực tế các bạn luôn ha. Thì cái phần dây kéo này nè, làm nhìn rất là trẻ trung, có một sợi dây các bạn dễ cắm. Đợt trước nó chỉ có cái cầm này thôi, nó khó, thì đợt này mới có cái phần dây này nè. Đó, để cho thứ nhất là nhìn nó trẻ trung hơn, nhìn nó đẹp hơn. Và cái thứ hai là cái phần kéo nè các bạn, nó rất là dễ. Và cái dây kéo này kéo rất là mướt các bạn. Đấy, thoải mái. Đấy. Ở đây là phần túi, để các bạn có thể bỏ thêm những phụ kiện. Đó, phần da này hoàn toàn là được chống nước hoàn toàn, luôn cả đường chỉ. Caramel có thể quay cận cảnh giúp mình cái phần phụ kiện. Đây, mình cho các bạn xem cận cảnh luôn. Cái chất liệu dây kéo, đường chỉ may luôn. Đấy, bạn có thể lấy nét cận cảnh luôn. Đấy, cận cảnh vô. Có thể cận cảnh hơn nữa cũng càng tốt. Cận cảnh hơn nữa, sát vào luôn. Sát vào luôn, sát vào luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn cứ sát vào luôn vậy đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đường chỉ may nè. Đó, mọi thứ nó rất là đẹp. Đó, thấy chưa? Nè, dây kéo nè. Rồi, khi mình kéo nó lại thì nó sẽ sao? Nó sẽ tại sao nó chống nước? Mình sẽ vụ kéo lại. Rồi, các bạn nhìn đi. Sau khi mà kéo lại thì cái phần này nó đã được liền lạc lại, nên nước không thể nào. Đây, Vũ sẽ chế thử chai nước cho các bạn xem nha. Đây, Vũ sẽ chế thử các bạn chai nước ha. Vô tư luôn. Đấy. Đấy, các bạn có thể vô tư. Thì cái này nó sẽ bảo vệ lôi các bạn ha. Và cái vật liệu, cái chất liệu da này nó rất là trâu bò. Vũ dùng từ dân giả xíu mọi người thì cho dễ tự nhiên và thoải mái nha. Thì nó rất là trâu bò, thì có thể cái việc mà chạy xước cho đến mà những vật nhọn á, nó đảm bảo cho mọi người rất là nhiều. Đương nhiên mọi người lấy kim thì vẫn đâm xuyên qua được nha, nhưng mà chỉ may. Nhưng mà đối với những cái vật liệu như đá nào mà nhọn mà cào xước hay chọt qua thì khó mà chọt qua được cái này lắm các bạn. Và nó tỷ lệ chống xước của nó cũng tương đối là ok. Đó, nó chỉ sợ là chúng ta đất sình thì nó dơ thôi. Còn mấy cái vấn đề kia các bạn yên tâm, khỏi lo vấn đề đó. Rồi, mấy cái phần đường chỉ may đó các bạn. Đây, Vũ cho các bạn coi nè. Nó rất là đẹp. Đó. Cameraman, nó quay từ trên xuống luôn. Từ trên đây, lên đây nè. Đấy các bạn. Đó. Đường chỉ may nó rất là sắc nét, rất là đẹp. Nó không có kiểu như hàng chợ nha các bạn. Thật ra này hàng gia công. Và Vũ cũng chia sẻ thêm các bạn, đây là cái người mà làm cho Vũ cái túi này á, nó may mắn là Vũ biết vô tình là khách hàng của Vũ luôn, xài những sản phẩm của Vũ, và họ công ty họ chuyên về làm những cái lĩnh vực này, hàng xuất khẩu.
dành cho Korea, Nhật Bản và những thị trường châu Âu, nên họ là gia công dịch vụ của những cái sản phẩm này. Rồi rồi phần này mình có thay đổi một tí xíu về phần này, phần điểm lưng nó sẽ dày hơn để khi mà các bạn đeo những cái khoảng quãng đường xa, nó có những phần mút này được nâng cấp cho nó dày hơn và đi cái đường chỉ và những cái cách điệu nó tỉ mỉ hơn so với cái phiên bản mà Bose 1 Pro trước, nên các bạn thấy về cái vải thì nó cũng đẹp hơn, đường may cũng liền lạc hơn, đó là như vậy đó. Cái chỉ may trên đây, điểm trên đây cũng vậy luôn đó, các bạn thấy không? Và dây kéo, và dây kéo phần viền của tổng hợp á nó cũng được đây đấy, cũng được chống nước luôn các bạn ha, dây kéo này cũng được chống nước luôn đã. Khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ không biết cái chỗ đó là chỗ dây kéo đâu các bạn ha, đó, nhưng mà khi mà chúng ta mở ra chúng ta mới biết là dây kéo. Phần này cũng vậy, được cải tạo custom lại, vải bên trong cho đến vải ngoài nó đều là chất lượng đấy các bạn, đấy cho các bạn thấy luôn chất lượng luôn đấy. Và túi này dành cho EV8 nha các bạn ha, không áp dụng cho Bose 1 Pro, vì Bose 1 Pro thì cái nó sẽ hơi rộng mấy phần túi này các bạn. Những bạn mà chơi túi các bạn sẽ biết là dây kéo rất là xịn đó. Thật ra nhìn dây kéo thì tưởng chúng ta nghĩ giá tiền nào cũng như giá tiền nào, thật ra đâu các bạn, mỗi cái chất lượng của dây kéo, như cái độ bền của dây kéo á, nó ăn tiền ở chỗ đó và nó giá trị nằm ở trong những cái điểm chi tiết nhỏ như vậy. Và cái đường chỉ may các bạn thấy, bạn có thể quay cameraman quay đây của cho các bạn những cái đường chỉ may coi kỹ luôn nè. Mình bán âm thanh mà cuối cùng mình giống review túi các bạn. Không, nhưng mà chủ yếu Vũ làm ra những sản phẩm chất lượng này cho các bạn mà sử dụng EV8 cho nó đúng với cái giá trị bỏ tiền ra, chúng ta cần những phụ kiện nó phải đạt những chất lượng giống như vậy, nó xứng tầm các bạn. Chứ còn đưa mấy cái túi chợ vào thì nó nhìn nó mắc mỹ quan lắm. Thế nói chung là cũng sẽ tùy theo cái nhu cầu sử dụng của khách hàng nữa. Tại vì ví dụ khách hàng mà chúng ta chỉ mang tính chất là túi chùm thôi thì đơn giản, còn đòi hỏi cái sự mà chất lượng bảo vệ sản phẩm tốt, rồi mút xốp dày mà nhìn thẩm mỹ, mà đeo nó nhìn có phong cách tí xíu nữa, thì chúng ta có thể chọn những sản phẩm như thế này. Tại vì chúng ta xài cái túi có thể là ngoài việc đựng lo, chúng ta sẽ về sau không dùng, chúng ta có thể áp dụng được nhiều khác và nó có độ bền rất là nhất định đó. Vụ tập trung vào độ bền đó các bạn. Còn này phần mặt trên nè các bạn, mặt trên cũng được chống nước luôn. Phần này thì nó sẽ có cái học để chúng ta để micro, dây nguồn, mọi thứ. Phiên bản sắp tới Vũ sẽ custom thêm một cái chỗ này nữa, là cái form này nè các bạn, cái mặt trên này nè sẽ có đầy một cái phản mút xốp ở đây luôn, là các bạn sẽ không cần phải bỏ lòng thòng trong đây, mà nó sẽ tối ưu hơn một cái điểm là các bạn sẽ được những cái tai mít Vũ sẽ CNC chỗ này lại để thả từng cái tai mít vào trong đây đó, thả từng tai mít cục thu sóng trong đây luôn. Nên là thì tại vì nó làm sao, thứ nhất là bảo vệ được cái sản phẩm khi mà di chuyển hoặc rớt cũng không sao. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giữ được cái form túi, nó giữ được form túi nó luôn luôn, lúc nào cũng nguyên bản thì cái form túi nó mới đẹp được. Đây các bạn, form túi khi mà chúng ta để nguyên bản nó sẽ rất là đẹp các bạn. Bỏ lo vào. Đó. Đợt này ngoài ngày xưa á nó chỉ có đeo thôi. Còn bây giờ Vũ làm một phiên bản là chỉ là cho những bạn, một phiên bản gọi là những khách hàng nào thích không thích đeo mà chỉ thích sách ngang, thường thường Vũ thích sách này hơn, sách này nhìn nó đẹp hơn. Cái thứ hai nữa là sẽ có một cái dây hỗ trợ các bạn, đối với những bạn nào thích đeo chéo thì các bạn hãy móc ở đây đó. Đây là bản mẫu nên cái vật liệu đeo này nó vẫn là bằng nhựa, nhưng mà cái phiên bản chính mà bán cho khách hàng nó sẽ là bằng thép nha mọi người ha, để nó tăng cái độ cứng lên. Rồi ok các bạn, hai bạn nhìn nó đẹp đúng không các bạn. Và một cái nữa Vũ chia sẻ mọi người, đó chính là cái những cái phiên bản đợt này Vũ là tính toán về cái độ sát sao với những cái con này, cái độ chi tiết á, tại vì Vũ không muốn nó bị rộng quá, nó thồng thềnh, nó không có thẩm mỹ, mà Vũ thích nó được gọn gàng mà được khít khác hơn. Đây Vũ cho các bạn xem. Đó, các bạn không, bỏ vào rất dễ mọi người ha, không có khó. Các bạn thấy không? Tức là các bạn thấy nhìn cái form không? Nãy là Vũ đang có không đúng không? Giờ khi nè, mọi thứ nó được rất là vô form, nó được bó vào cái loa của mình, nên các bạn nhìn là nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ không có bị. Còn phần trên này nữa, đây mình kéo lại đó. Đó, Vũ thấy bạn thấy Vũ kéo cái dây sạc tiêu các bạn một cách rất là thoải mái, không có sợ nó hư. Nói chung mình xài đồ xịn thì chả ngại mấy vấn đề đó đấy. Rồi ok, đây các bạn, nó giống như một cái túi chúng ta đi du lịch đấy. Đấy đó, và khỏi lo ha, cái mặt này nó có mặt đệm rồi nên chúng ta để mặt lưới xuống thì nó cũng không có chạy lo đâu. Và cái vật liệu ở phía dưới này nè thì nó cũng rất là cứng đó, bạn cameraman thấy gần
Đấy, PLG rất là cứng đây các bạn, nên chúng ta không sợ chạy cái phần lưới lo đâu nha các bạn ha. Đấy, nó rất là dày, có điểm mốt với lại vải nó là chống xước chống cắt rồi, nên mọi người có thể vô tư khoảng này. Rồi còn không thì khách hàng có thể sách tùy, còn nếu không khách hàng có thể là dạng đeo, các bạn có thể lấy sử dụng dạng đeo đó như thế này, tùy các bạn ha. Nói chung form cũng tương đối là đẹp. Rồi còn đối với những khách hàng không thích, các bạn có thể sử dụng dạng sách thì nó sẽ có cái đai như thế này nè. Nhưng mà Vũ thì lại thích cái kiểu sách này hơn. Đấy. Rồi, ok, đây. Ok, bạn thấy không? Đấy, Vũ thì thích đeo cái dạng sách này hơn, nhìn nó vẫn style hơn. Cao thấp thì tùy chúng ta chỉnh cái tăng đơ ở đây. Đấy. Ok các bạn ha. Phần đáy nó cũng được làm những cái phần chống nước rồi, mọi người có thể vô tư. Đấy, có mút xốp, tỷ lệ mút xốp nó cũng dày hơn. Hôm nay Vũ giới thiệu các bạn một cái mẫu túi được khá chỉnh chu về cái mặt chi tiết, về chất liệu cũng như là về đường chỉ mai, rất là kỹ cho phần này, để cho bạn có một cái túi nó vừa thẩm mỹ mà đeo vừa trẻ và nó đỡ việc mà đau lưng, tối ưu về những cái mặt mà trải nghiệm của các bạn luôn. Ok, các bạn thấy cái sản phẩm chất lượng thì đừng quên bấm ủng hộ và like share cho Thiên Vũ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.